Xin chào tất cả mọi người, mình là Băng. Và hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe một số ý kiến phản hồi của anh chủ xe vừa sử dụng dịch vụ bên KingRap nhà mình xong nhá. Em chào anh tên là gì ạ? Mình tên Cường nhá. Anh Cường. Em tên là Băng. Và hôm nay em thấy là trước mặt em là một xe Fadin. Thì không biết là anh đã sử dụng chiếc xe này lâu chưa? Xe này mình mua được khoảng hơn một năm. Hơn một năm? Ừ, hơn một năm. Thế cho em hỏi một chút về mình đang gạt qua cái vấn đề mà các dịch vụ của bên KingRap một chút đi. Mình hãy cùng nói một chút về chiếc ô tô này thì anh cảm thấy thế nào sau khi một năm sử dụng vừa qua? Mình trước tiên thì mình thấy khá hài lòng. Nhưng mà bây giờ thì cũng khá nhiều xe chạy trên đường. Và mình thấy xe mình khá giống xe của họ. Mình muốn mình sau khi mà tìm hiểu trên mạng thì mình biết đến KingRap. Và mình thấy khá nhiều bộ tem đẹp ở đây. Và mình muốn tân trang xe của mình. Thế nghĩa là anh biết KingRap là qua mạng xã hội đúng không anh? Thế không biết là anh biết qua Facebook à? Hay là anh qua biết qua Instagram hay là thế nào anh? Thật ra là nhà mình ở cạnh một cái quán dán xe bình thường. Sau đó KingRap chuyển đến lại cơ sở ở chỗ Quan Hoa. Đúng rồi. Và mình thấy trên đấy cũng dịch vụ khá tốt và mình qua trên mạng thì mình biết KingRap thì đây là cơ sở chính. Hôm nay mình đến đây và mình sẽ lựa chọn bộ tem này. Vậy thì em không biết là đây là lần đầu tiên hay là lần thứ mấy thì anh đã sử dụng dịch vụ bên em và anh đã ghé thăm qua KingRap bọn em rồi ạ? Thật ra đây là lần đầu tiên mình đến KingRap. Thôi em thấy thì đây là một cái bộ tem mà em thấy là nó khá đơn giản nhưng mà nó cũng mang lại cho chủ xe một cái gì đấy nó lại là cảm giác nó khá là cá tính và nó khá là mạnh mẽ. Thì anh nghĩ sao? Tại sao anh lại chọn bộ tem này? Ra mình là một người có tính cách đơn giản nên mình cũng thích những cái bộ tem có đường sọc kẻ mà không màu mè, không hoa lá nhưng mà nó vẫn tạo ra cho mình sự độc lạ. Em cho anh hỏi một chút nhé, không biết là cái khoảng thời gian mà anh bắt đầu giao xe đến đây để cho các anh thợ bắt đầu là triển khai cái những cái tem mà anh theo ý của anh và cho đến khi hoàn thiện chiếc xe này hoàn thiện 100% thì là trong khoảng bao lâu anh? Trong khoảng 40 phút. Wow, 40 phút cho cả một chiếc xe này luôn. Thì không biết là sau cái trải nghiệm dịch vụ vừa rồi anh cảm thấy sao? Anh có cái trải nghiệm gì anh có không hài lòng hay là cảm thấy hài lòng chỗ nào, có thể chia sẻ một chút cho bọn em được không? Thật ra thì lúc inbox với cả shop thì bên mình thì mình cảm thấy dịch vụ tương đối tốt, nhân viên là trả lời các thứ rất nhiệt tình và tư vấn cho mình đầy đủ. Đấy, so với cái giá này mình khá là hài lòng. Vậy thì em thấy là xe cũng đã hoàn thiện xong rồi. À, thị trường sắp tối rồi nên em xin phép hỏi anh một câu cuối cùng. Thì nếu mà có cơ hội thì không biết là lần sau anh có thể ủng hộ bọn em thêm lần nữa được không? Chắc chắn rồi. Lần sau mình thể là hoặc cái xe này hoặc cái xe khác mình sẽ đến đây. Bọn em cũng rất là mong là anh có thể quay lại ủng hộ bọn em lần nữa. Được phục vụ cho anh hôm nay là bọn em rất là vui. Vâng, ok, em cảm ơn anh Cường nhá. Vâng, em cảm ơn anh. Mong là lần sau anh sẽ tiếp tục ủng hộ bọn em nhá. Vâng.